Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là một chủ đề cập nhật server. Thì đợt này là cập nhật lớn trong sự kiện cuối tuần của tháng 8 chuẩn bị qua tháng 9. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có thông tin là cái gọi là ưu hóa gọi vốn. Thì Vinagame sẽ gọi vốn anh em bằng cách là một cái gói là 400.000. Thì trong giá trị in game là 449.000. Thì cái gói này nó sẽ cho mấy anh em là vé cao thủ là 44 vé cao thủ và 28 vé siêu việt. Và cái vé này là chỉ mở hình như là 15 ngày từ ngày tạo nhân vật và server mới. Server mới mở sau ngày 24 tháng 8 là nghĩa là cái gói này chỉ mở cho những ai mà tạo acc hoặc là chơi server mới sau ngày 24 tháng 8. Rồi, ok, đây là cái gọi vốn của Vinagame. Thì cái gọi vốn này nó tắt là mấy anh em mua gói này thì để mấy anh em dùng vé tím để mấy anh em gacha hoặc là quay định hướng một con nào đó. Thì cái gói này tôi thấy đó nha. Nếu mà cái gói này mà chơi server đặc biệt thì sẽ ngon. Tại vì server đặc biệt nó sẽ có cái gói nạp tích lũy thì nhận vé siêu việt thì nhận thêm mà quay gần như bảo hiểm được một con. Ok, thì đầu tiên đó là cái gói gọi vốn. Rồi cái thứ hai nữa là cái điểm danh ưu để nạp. Đấy, ưu hóa mới là cái tính năng mới. Thì cái tính năng này là nó sẽ giống y chang như bên server chung. Thì đợt tôi có làm clip cho mấy anh em xem rồi là khi mà mấy anh em mua cái gói này là 600.000 thì mấy anh em sẽ được nhận hình như là 12 vé đen và 7 vé siêu tuyệt kỹ và 3 thẻ tăng sao. Thì với giá 600.000 thì có đáng hay không thì có thể chờ server Việt Nam ra thì mình mới biết được. Đấy là coi như trong phần quà đó có chính xác ở dưới nó sẽ như thế nào. Còn ở bên server chung á, thì nó sẽ là 12 vé đen, 7 vé siêu việt và 3 vé tăng sao. Đấy, rồi ok, đó là cái tối ưu hóa điểm danh. Mà cái này điểm danh hình như là 30 ngày. Đấy, thì nếu mà mấy anh em mua sau, mấy anh em trong trường hợp mà mấy anh em đặt câu hỏi là ví dụ như em ra server sau á mà em mua cái này đi thì có được điểm danh những cái ngày trước đó hay không, thì điểm danh là 20 ngày hay là bao nhiêu ngày đó. Thì khi mà mấy anh em những cái số ngày trước khi mà mấy anh em mua á là mấy anh em sẽ được điểm danh bù hết nha, được điểm danh bù toàn bộ. Đây mấy anh em đọc thông tin trong đây là sẽ có đầy đủ thông tin hết nha. Rồi tiếp tục là sự kiện gộp server. Thì như thông lệ thì hiện giờ là mấy anh em đang ngồi chờ gộp server. Thì lần này là gộp server sẽ là gộp cụm bao nhiêu đây, để mình tôi coi xuống thử là gộp cụm bao nhiêu. Ở trên đây là chưa có thông tin, chỉ gộp là x2 đô nè, reset x2 đô nè. Đây là cái mấy anh em cần nè, reset x2 đô nè, rồi tăng tỷ lệ hồn trang bị nè. Chúng ta coi thử gộp server nó sẽ có cái gì. Hình như cái này là chỉ chăng trên đang fanpage thôi, nhưng mà tôi thấy là gộp hình như từ cụm 300. Như thấy là gộp hình như là từ cụm 300 cho tới cụm bao nhiêu đó. Như tôi không nhớ cái này, mấy anh em coi ở trên trang fanpage. Hình bay sẽ đăng lên là gộp bao nhiêu. Để tôi coi lại thôi. Mấy anh em đợi tôi chút xíu. Wait a minute. Đây. Chúng ta sẽ gộp từ cụm là 342 đến 405. Từ 502 đến 509. Từ 510 đến 513. Và 514 đến 518. 519 đến 522. Và 523 đến 526. Đấy là gộp từ cụm 300 rồi. Thì tương lai khoảng cỡ tháng sau là sẽ bắt đầu gộp cụm 200, gộp cụm 200 đến cụm 340. Đấy rồi sau tháng nữa thì sẽ bắt đầu gộp cụm 100, rồi xuống dần dần. Nói chung là mấy anh em server cụm dưới 100 ấy, thì tương lai là trước sau gì cũng sẽ gộp thôi. Sớm hay muộn thì cũng sẽ gộp để có chủ sân chơi PVP lại đánh khiêu chiến biên hội với mấy anh em. Rồi ok ha, đó là cái thông tin gộp server. Còn về thông tin thì bình thường gộp thì phần quà thưởng thì mấy anh em biết rồi, chủ yếu là người ta chỉ quan trọng là ít 2 đô thôi. Rồi tiếp theo là cái bảo trì gộp server. Ok, thông báo bảo trì gộp server. À đây đây, nằm ở trên đây. Nãy mình không để ý bảo trì gộp server thì chúng ta sẽ có mấy cái thông tin gộp server. Rồi ok, rồi cái chiêu mộ định hướng con bạch tuộc chủ trụ. Thì như mấy anh em đã biết á, là thường á nha, là chuẩn bị là định hướng con nào thì thường Vinagame sẽ ra con đó thường á nha, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Thì mấy anh em đặt câu hỏi là tại sao là chuẩn bị ra tăng top lại cho định hướng con mực. Thì xin thưa với mấy anh em á, con tăng top gần như lúc nào cũng có trong acc mới. Tại vì khi mà mấy anh em quay đủ số ví đỏ thì mấy anh em sẽ được chọn ba con là con tăng top, con vua lòng đất và con bác Simen. Thế còn cái trường hợp mà mấy anh em chọn cái con khác thì tôi không biết. Với lại con tăng top á, nó còn cho đổi mảnh hội nữa thì khả năng mấy anh em không bao giờ có cái trường hợp là mấy anh em không có được con tăng top. Tôi nói thẳng như luôn là mấy anh em không có khả năng nói câu là ừ anh ơi em không có tăng top. Cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện vô lý em ơi. Đó, thì cho nên là cái con tăng top á, thì tôi nghĩ là Vinagame sẽ không cho quay định hướng đâu, thì con đó nó không cần thiết. Và hình như Vinagame có cái ý đồ gì đó khi mà Vinagame nhá cái sự kiện con định hướng tỷ lệ con mực này để làm gì.
là như đêm hôm qua thì tôi cũng có nói trên live á, sau khi mà đập cái thông tin cập nhật á, thì mấy anh em biết á, là trong cái ưu đãi xu token á, gọi là cái xu chi ân, xu VIP, xu nạp ưu đãi đó, thì mấy anh em được đổi là hiện giờ là con Fubuki nè, con bơm nè và cái phần quà ở trên. Thì khi đó là ở cái phần ô thứ tư á, thì mấy anh em hiểu là khi mà ở cái phần quà ô thứ tư á, thì mấy anh em sẽ coi trong cái phần quà ưu đãi á, thì mấy anh em sẽ có cái phần đây, tôi mở cho mấy anh em coi là trong cái phần ưu đãi thì nó sẽ mở thêm một ô nữa đây. Thì nó sẽ mở thêm một ô nữa đây, mở thêm một ô thứ tư, thì trong cái ô thứ tư đó nó sẽ trao đổi con mực đá anh hùng đâu đục đá quái nhân, rồi lõi mực, rồi siêu tuyệt kỹ của con mực, nó sẽ đổi ở cái dòng thứ tư này. Thì tôi không biết là nó sẽ có ở tháng 8 hay là đầu tháng 9, nhưng tương lai cũng sẽ có thôi đấy. Rồi ok ha, đó là cái ngồi là cái này là y như là cái nhá hàng thôi, gọi là cái nhá hàng. Còn ra hay không thì không biết nha, ra hay không thì không biết, thì đó là thông tin cập nhật trong cái gần tuần cuối của tháng 8 để kết thúc sự kiện sinh nhật. Thì hình như còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc cái sự kiện giáp tranh, là đóng lại cái chuỗi sự kiện sinh nhật, thì chúng ta sẽ tổng kết cái sự kiện sinh nhật sau. Rồi ở trên đây là thông tin ưu đãi, thì mấy anh em đa số mấy anh em muốn biết cái gì thì mấy anh em sẽ coi thông tin tin tức ở trên đây, thì mấy anh em sẽ có hết tất cả cái nội dung trên đây. Ok ha. Đấy thì nó sẽ có phần sự kiện game nè, sự kiện fanpage nè, và thông tin chủ đề nè, mấy anh em sẽ cập nhật trên đây. Ngoài ra thì khi mà có thông tin gì mới thì tôi sẽ cập nhật thêm cho mấy anh em. Đấy. Tiếp theo cô thử tôi qua bên coi sự kiện bay. À chưa có bài viết. Ok. Và phần trong game á, thì ở chỗ này tôi nói thêm cái chỗ này luôn cho mấy anh em server mới để lưu ý. Cái này tôi sẽ làm clip riêng, cái này lưu ý thôi nha. Là hiện giờ á, khi mà mấy anh em chơi server mới mà mấy anh em nạp nhiều á, tôi nói luôn nha, làm ơn xin play mấy anh em đừng đổi giùm tôi cái móc đầu này. Tại vì khi mà mấy anh em đổi cái móc đầu này là gần như mấy anh em đã mất đi 20 triệu tiền xu này. Tại vì sao? Tại vì cái móc này ngày xưa á, server cũ tụi tôi rất là thiệt thòi hơn so với mấy ông server mới ở thời điểm hiện tại. Tại vì cái móc này ngày xưa khi mà tụi tôi nhận hết những cái móc này là tụi tôi y như rằng người ta mặc định là cái xu này tụi tôi đã đổi. Mấy ông hiểu không? Là y như rằng mặc định là cái xu này của tụi tôi đã đổi. Còn mấy ông server mới là mấy ông khi mà mấy ông có được cái phúc lợi xu kỷ niệm nè, thì mấy ông sẽ được cái phần đây, mấy ông quyết định đổi hay là không đổi. Thì theo tôi mấy ông nào nạp thì xin thưa mấy ông đừng đổi. Mấy ông để cái móc đổi đó, mấy ông đổi con mực. Tại vì cái móc cuối của con mực xin thưa mấy ông luôn là 5.800 hay 5.500 xu token. Cái xu này ở bên Silver Sea nó gọi là token, cái xu gì đó. Còn bên Silver Việt Nam mình gọi là cái xu kỷ niệm. Đấy, thì mấy anh em là sẽ có cái đổi vật phẩm ở đây tùy theo server, mấy anh em đổi con bơm hay đổi gì đó, chứ đừng tham đổi con Fubuki. Đó, đừng tham đổi con Fubuki nha, mấy ông đổi rồi mấy ông phải trả giá cho cái sự tham lam của mình. Đó, tôi nói trước thôi. Đấy. Ok ha. Đấy, còn lại là nếu mấy anh em nào mà đặc biệt là mấy anh em gộp server á, thì mấy anh em nào mà nạp á thì sẽ có cái được reset ít 2 đô này nè. Thì trong cái vòng quay con vua vùng đất thì mấy anh em chờ nạp combo luôn là đủ. Không mà tôi thấy cái động thái của Vinagame là muốn đẩy nhanh tiến độ để cho mấy anh em chơi giai đoạn cuối nó dễ thở hơn. Là giai đoạn cuối co chứ không phải là giai đoạn cuối của game nha. Giai đoạn là tăng top nè, rồi mực nè, cho mấy anh em đủ trải nghiệm hết tất cả cái con tướng trong meta hơn luôn. Mà đặc biệt là chỉ có mấy anh em nạp thôi, chứ còn mấy anh em chơi bình thường thì nó cũng như vậy thôi. Đấy, ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và nếu mà có tin tức gì thêm thì tôi sẽ cập nhật thêm cho mọi người ha. Ok. Rồi, chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.